Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Bắc trên kênh Chí Thanh Vlog. Ngày hôm nay thì ngày 24 tháng 1 năm 2022 thì trên kênh Chí Thanh Vlog của mình dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau. Đây là những con số mình nghiên cứu thường ra nhất trong tuần và mong các bạn anh em tham khảo. Con bạch thủ thì mình dự đoán con số 00. Con song thủ thì mình dự đoán con số 24 và 42. Chúc các anh em may mắn. Các anh em hãy ủng hộ và đăng ký kênh Chí Thanh Vlog mình nha. Xin chân thành cảm ơn. Trên kênh của mình còn nhiều video nói về thế giới động vật rất hay và có ý nghĩa. Mong các anh em ủng hộ, chia sẻ, giúp kênh phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn.